Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục học thành ngữ tiếng Anh qua video clip cùng với anh ngữ Thiên Ân. Ở chuyên mục kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu thành ngữ Turn Back the Clock xuất hiện trong video hình Cat 3, vuốt xe hơi phần 3. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem qua đoạn trailer có chứa câu thành ngữ này nhé. Get ready for what's coming. Of the next generation of high-tech racers. The rookie sensation, Jackson Storm. Jackson Storm. Jackson Storm's in a class of his own. Hey, champ. You had a good run. You have no idea what a pleasure it is for me to finally beat you. Did you say meet or beat? I think you heard me. Enjoy your retirement. Never be the racer you once were. You can't turn back the clock, kid. But you can wind it up again. Như vậy, turn back the clock có nghĩa là gì? Chúng ta hãy cùng xem qua đoạn phim với phụ đề tiếng Việt để hiểu hơn về nó nhé. Ở đầu đoạn phim, chiếc xe hơi Jackson Storm được giới thiệu là mẫu xe đua mới, có máy móc hiện đại và trở thành một đối thủ đáng gờm cho vuốt xe hơi. Jackson Storm xuất hiện đã đồng thời làm cho ngôi sao hiện tại là Lightning trở nên bị phai mờ trên đường đua và có nguy cơ phải giải nghệ sớm. Sự thật ấy còn đến từ lời thách thức của Jackson Storm với Lightning rằng Lightning sẽ không thể nào trở lại thời hoàng kim được. Đối thủ mới kết lại bằng một câu: anh không thể turn back the clock đâu nhóc ạ. Vậy turn back the clock có nghĩa là gì? Câu thành ngữ này mang nghĩa đen là quay ngược lại đồng hồ, và nghĩa bóng chính là quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tiếp theo nhé.